Xin chào các bạn, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ quay cho các bạn về một cái sản phẩm, đó là cái này mới lấy về các bạn này. Bao bì ngoài thì mình đã vết rồi. Cái này có giá còn 24.000 trên Tiki. Giá thì 24.000 mà phí vận chuyển lên đến 44.000, gấp đôi. Phí vận chuyển mà cao gấp đôi là sản phẩm chán thật. Cái này là cái hít cửa các bạn nhé. Đây, cái cửa nhà mình là cái cửa Galaxy chống cháy. Galaxy chống cháy nhé. Có một cái là gió nó luôn vào này đây. Đây có mình có làm cái dạng cái miếng keo hai mặt để mà chống tay sơn này. Đây này, chống tay sơn này, vị trí này này. Nhưng mà gió cái luôn vào nó cứ đập hoài à, đập rồi nó đó tự nhiên nó đóng cửa lại. Đó làm cái sâm. Tự nhiên nó cái làm cái sâm, nhưng lúc dịch cả mình. Thì cái này là mình cũng tìm hiểu lâu rồi, đặt hàng mùa dịch nên khó về khó quá. Đó, đang cách ly thì 16 nữa. Thì hôm nay thì shipper đã giao hàng cho mình. Thì các bạn biết sao thì mình muốn lắp vào đây. Đây cái này nè. Thì trên thị trường này có rất nhiều cái mà chống va đập cửa, nhưng mà tại sao mình không mua, mình phải mua cái loại có keo dán này để nhất là chống không phải khoan vào cửa này, chống không phải khoan vào cửa. Thứ hai nữa là khoan vào cửa là mất thẩm mỹ ấy. Đó. Thứ hai nữa là mình muốn cũng không muốn khoan vào nền xi măng, vào gạch men, đó nhìn xấu. Sau này mình còn muốn đổi ý làm gì đấy thì lại mất công. Thì đó, thì cái bán này nhé, cái này là đi vào đây nha. Đi vào đây nó sẽ mắc lại đây này. Đó. Đi vào đây nó sẽ mắc lại đây nha. Mình sẽ dán vào đây. Nhưng mà có cái là mình có bỏ một cái sộp để cho chống bụi này, sộp chống bụi và chống cách âm phong này, nhưng mà giờ lại bị vướng rồi. Nên mình phải đó thấy các bạn dọn nhà thôi mà nó đóng cửa như thế này rồi. Đấy, bây giờ là mình tháo cái này ra nhá. Tháo cái này ra. Ồ. Tháo này ra giờ mình phải chui bên mặt. Ồ, cảnh sát đang chạy ngoài đường để bắt bở đấy. Đang chạy ngoài đường để có những ai đi ngoài đường không cần thiết là người ta phạt. Bây giờ mình sẽ lau bề mặt của cái này về của cái sàn này cho nó cho sạch để đảm bảo nhé. Rồi mình sẽ dán nhé. Đây rồi mình bắt đầu lấy giấy ướt mình lau bề mặt cái này rồi để giấy ướt này rồi để cho nó khô. Mình sẽ để cho nó khô, mình lau luôn đây luôn cho nó sạch nhà luôn đấy, coi như vệ sinh nhà cửa luôn nhá. Đấy, thì mình lau cho nó khô nhá. Nó khô. Đây bây giờ các bạn để kéo thế này nhá. Rồi các bạn bắt đầu tháo keo ra. Tháo keo cái mặt này. Này, rồi đây là keo hai mặt nhá. Đây, cái mặt này. Thì mình lưu ý rằng thì cái này mình cũng mới sử dụng thôi. Nhưng mà mình lưu ý nếu mà sau quá trình dán này keo hai mặt này nó không bám chắc giữa bề mặt gạch hoa và về mặt cửa Galaxy này á, thì chúng ta có thể bôi thêm silicone, keo silicone trong loại tốt, loại Apollo để cho tăng cường cái độ bám dính cho hai bề mặt này. Đó, bây giờ là đây mình ươm vào nhá. Đó, mình ươm vào mình phải, các bạn phải dán cái vị trí dưới đất trước. Trước khi dán cái vị trí đó, chúng ta phải bỏ vị trí dưới đất trước nhá. Đấy. Bỏ vị trí dưới đất trước, bà nhớ phải bỏ cho vuông góc nha, không thôi là nó sẽ không bám dính tốt đấy. Rồi bắt đầu bà này đẩy đóng cửa vào, nó đóng cửa vào để đảm bảo cho nó khớp đúng với cái vị trí này. Đó, rồi xong đó bà sẽ lôi cái này ra, đó thì mút này sẽ ra này. Đó, bạn không nên dán cửa trước, bạn phải dán dưới nền trên này trước nha. Đó, nên này trước nó để lấy cái mặt băng rồi mình phải đưa cửa vào được, đúng không? Bây giờ mình đóng thử nhá. Đó, rất êm. Đó,
Và khi mà mình động lút vào luôn thì khi gió máy không thể nó không có lôi ra được đó, thấy chưa? Đó thì mình phải để một quá trình lâu thì kéo xe nó bám tốt hơn đấy, làm cho cửa chúng ta rồi chúng ta lôi ra này đó, khi ta chúng ta động lại nắng này đấy, động nắng cũng các bạn động nắng nó họ cũng vào các bạn ạ, đó các bạn động nắng nó có hiện tượng lôi ở đây rồi, nó có thể các bạn mình thấy không, nó đã bị lôi kéo ra này, cái hai mặt đã bị lôi ra này sau quá trình mình động nắng này. Thì như vậy thì có một điểm dở đó, một điểm này rất dở. Như thế thì chúng ta bắt buộc phải đi thêm keo silicon, đi silicon để dán phủ vào thêm vào tăng cường sự bám dính đó. Mình biết ngay là cái keo hai mặt này là sẽ không bám bền lâu dài mà đó, rồi các bạn chờ đợi để mình đi lấy keo silicon nha, chờ mình về đã. Rồi bây giờ mình đã lấy keo silicon lên nha các bạn, thì các bạn biết sao không, cái phần này này cái phần này cái phần cái keo hai mặt này sẽ rất bám dính rất tốt đối với bề mặt cửa Galaxy này đó, nhưng mà nó sẽ không bám tốt với đối với mặt cao su thôi. Bây giờ mình sẽ bôi keo silicon vào đây, các bạn bôi nhớ cho nó cái phần keo silicon này nha, nó hở nó vào trong cái khe hở này là tăng cường cái sự bám dính tốt hơn. Nếu bạn chỉ bôi chắc bề mặt này thôi thì sự bám dính nó không cao, nó sẽ cho phần trong cái khe này luôn nha. Đấy thì sự bám dính của keo này sẽ cao hơn. Đấy rồi bây giờ đây các bạn bỏ vào đây, rồi các bạn bỏ vào đây nha, đó các bạn xoay cho nó đúng vị trí tâm của nó nghe, để tránh làm lệch cái vị so với cái tránh làm lệch cái vị trí này đó, bạn phải dán cho đúng tâm. Lưu ý các bạn là khi các bạn mới dán keo silicone này á thì các bạn không nên đóng cửa lại nha, các bạn phải đợi keo silicone này sau khoảng coi như để chắc ăn thì các bạn đợi khoảng một buổi đi, một buổi tầm khoảng 4 tiếng hay 5 tiếng như đấy, để càng lâu càng tốt rồi các bạn nên đóng. Thì sự cái bám dính keo silicone, nhưng mà bạn phải dùng keo silicone trong loại tốt nha, loại mà họ người ta hay dùng dán kín cả cái tủ hiệu đồ đấy, loại đó nó tốt nó chắc ăn hơn, chứ còn các bạn dán là cái loại đều thì nó sẽ bung ra ngay và sẽ rất mất công mà xử lý cái keo nhếch nhác lắm, khó chịu lắm. Rồi tiếp đến là cái bề mặt này này sẽ không bám, theo tôi là sẽ không bám dính an toàn đâu các bạn, là sẽ thấy tôi sẽ lột cho nó lên này này đó, đấy tôi sẽ lột lên này đấy, thấy không các bạn, thấy không đấy, tại vì tôi biết chắc chắn bề mặt nhặn của cái này sẽ là không không thể bám dính tốt được đấy, tôi là lột lên. Nhưng mà tại sao thì cái phía này là cái phía này này à, cái bên này á, là cái cao su nhựa cao su nên cái keo hai mặt này không bám dính tốt với cao su được, còn cái này này là bằng nhựa các bạn này à, nên cái keo hai mặt nó bám dính rất tốt đó, bằng nhựa nhá, nên nó bề mặt nó bám dính tốt được. Thì giờ mình chỉ việc bôi keo vào vào đây, bôi keo vào đây để dán, mục đích là dán xuống nền nhà đó, bề mặt nền nhà cái thoa rất là nhằn nên cái mức độ bám dính nó không được cao. Bây giờ các bạn nhớ bôi mỏng thôi nghe, bôi một lớp rất mỏng để tránh làm nhòe ra, các bạn tránh làm nhòe ra nha. Và các bạn ươm cái vị trí lại cho nó vừa khít đó, các bạn ươm nghe, ươm nhẹ các bạn, ươm nhẹ tránh làm hư đây, các bạn ươm nhẹ thôi, rồi các bạn bỏ sửa ra, ươm nhẹ các bạn bỏ ra rồi các bạn này nhấn chuộng, nhấn cho silicone này xuống dưới bề mặt của sàn sân nhà, bề mặt của gạch men đó, và các bạn cũng cũng nên và ươm lại cho hai cái mí này nó khớp nhau đó, ươm nhẹ thôi các bạn, không để đậy nắng nha, không để nhấn nha, không để mình không ấn vào, chỉ hơ hơ thôi để đó để cho nó khớp đúng thôi. Rồi và các bạn cũng để như thế này và các bạn chờ đợi trong vòng nửa ngày nhé. Rồi thì tí nữa tôi sẽ quay lại và sẽ test cái đôi mức độ bám dính cho các bạn xem. Rồi. Xin chào các bạn nhé. Nha các bạn, giờ
Hai cái này là được hơn nửa ngày rồi nè, giờ nó khô rồi, giờ mình động lại cho các bạn xem này. Đó, nó kêu cái tật như thế này đó. Rồi giờ mình lôi ra đó, thấy chưa? Đó. 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 À, mình lôi ra nhà thôi, mình đâu có thể đóng nắng vào được đó. Bây giờ kéo cái silicone này là nó bám rất là chắc nha. Đó. Đó. Nó chẳng va đập nha. Đó rồi. Rồi, xin chào các bạn, chúc các bạn thành công và sức khỏe.